Chúng ta hãy lật qua sách Luca, đoạn 9. Tôi sẽ đọc câu 1 và câu 2. Ngài gọi 12 sứ đồ đến và ban cho họ quyền năng và thẩm quyền. Nan đề giữa quyền năng và thẩm quyền là vấn đề mà thế giới ngày nay khó phân biệt. Tôi xin đọc lại. Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu, gọi 12 sứ đồ lại và ban cho họ quyền năng và thẩm quyền để đuổi tất cả các quỷ và chữa lành mọi thứ tật bệnh. Câu 2. Và Ngài sai họ đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời và chữa lành những người bệnh tật. Đây là vấn đề ba con số 666. Đó là hoạt động của quyền lực tối tâm ma quỷ. Và câu 3, Ngài dặn họ đừng mang theo gì cả khi đi đường. Lời đó đã được kêu mang rồi. Đừng mang điều gì khi đi, có nghĩa là bạn ra đi tự túc, không mang theo đồ đạc gì hết. Và câu 3, Chúa Giêsu nói với họ rằng đừng mang theo đồ gì hết trên đường đi. Đừng mang gậy, đừng mang túi, đừng mang bánh, đừng mang tiền, cũng đừng đem theo hai cái áo. Hallelujah. Thẩm quyền là vô nghĩa nếu như không có quyền năng ở đằng sau nó. Lý do mà các quan chức chính quyền có thể thực hành uy quyền trên chúng ta, đó là, ý tôi nói là có một vài nơi, không phải là tất cả mọi nơi, đó là đằng sau người quan chức chính quyền đó là có năng lực của súng ống. Ai cũng có thể giảng đạo. Các bạn nhìn thấy tôi giảng đạo, nhưng để Đức Chúa Trời nhìn thấy tôi giống như các bạn đang nhìn tôi vậy, thì nó đòi hỏi phải có năng quyền. Không có năng quyền là không có mối liên hệ. Phần thưởng dành cho mối liên hệ với Đức Chúa Giêsu đó là năng quyền. Biết về Đức Chúa Trời là biết về năng quyền của Ngài. Chỉ biết về những sự kiện về Đức Chúa Trời thì không thay đổi mối liên hệ giữa mình với Ngài. Mình nói rằng Chúa Trời là đấng cứu rỗi, đấng giải cứu, chữa lành, đấng này đấng nọ, và người ta vỗ tay hoan hô. Bạn biết mọi sự việc về Đức Chúa Trời, chỉ biết sự kiện về Chúa Giêsu thì không thay đổi mối quan hệ giữa mình với Ngài. Trở thành một người giảng đạo, biết về lịch sử về Chúa Giêsu thì không thể thay đổi mối quan hệ giữa mình với Ngài. Là một nhân chứng hữu hiệu, không chỉ cần biết về niềm tin của anh ấy, nhưng còn phải bày tỏ đức tin của anh ấy. Bạn có thể giảng từ sách Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, không nơi nào bạn không biết. Thì không thay đổi mối quan hệ với Ngài được. Tôi muốn cầu nguyện với các bạn, xin Chúa giúp các bạn làm chứng với cả lời nói và đời sống. Đời sống của mình. Amen. Hãy nhắm mắt lại và nói lại: Chúa, hãy giúp con, hãy giúp con làm chứng về Ngài với cả lời nói lẫn đời sống của mình. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời làm việc qua lời của Ngài và Thánh Linh của Ngài mà đem đến quyền năng để chữa lành, để giải cứu. Thì bạn nghe nói hãy được lành và người đó được chữa lành, thì bạn biết rằng đó là quyền năng của Đức Chúa Trời làm việc qua lời của Ngài và Thánh Linh của Ngài mà đem đến sự chữa lành đó. Thì bạn nghe nói hãy được giải cứu và người đó được giải cứu, đó là lời của Chúa làm việc qua lời của Ngài và Thánh Linh của Ngài mà mang đến sự giải cứu.
Lời Đức Chúa Trời làm mới lại tâm trí của chúng ta. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm mới lại sức mạnh của chúng ta. Khi bạn nghe nói, hãy được chữa lành và người đó được lành. Ôi, tôi nhìn thấy được rồi, tôi có thể thấy được rồi. Thì điều gì làm được như thế? Đó là nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời làm việc qua lời của Ngài và Thánh Linh của Ngài mà đem đến sự chữa lành đó. Không phải là bạn chỉ cần có lời Chúa Trời thôi, nhưng bạn còn cần phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Không phải bạn chỉ cần phải có lời của Đức Chúa Trời để mà trở thành mục sư, người giảng đạo, nhưng bạn còn cần phải có Thánh Linh của Ngài nữa. Không phải chỉ cần có lời của Chúa Trời để trở thành mục sư mà thôi, hoặc để làm người giảng đạo, hay để trở thành tín đồ Đấng Christ, hay để trở thành nhà tiên tri thôi, mà bạn còn cần đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy lặp lại, không phải chỉ cần có lời của Chúa Trời thôi để mà được tái sanh, nhưng bạn còn cần phải có Thánh Linh của Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh cư ngụ ở bên trong lòng chúng ta, Ngài làm như thế với ý nghĩ rằng để giúp đỡ chúng ta phát triển nhân cách thánh thiện. Trong sách Roma đoạn 7 câu 15, sứ đồ Phaolô đại ý nói rằng không ai có thể nói không với tội lỗi ngoại trừ người đó được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Linh. Cho nên trong sách Galati đoạn 6 câu 1 có nói rằng nếu có ai đó bị bắt gặp phạm tội và anh em là người sửa chữa họ, thì hãy sửa chữa họ một cách nhã nhặn, dịu dàng để anh em không bị rơi vào cám bẫy như vậy. Bởi vì không ai có thể nói không với tội lỗi ngoại trừ người đó được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Linh. Bạn thấy không? Vậy khi bạn thấy một người say rượu, hãy nhìn người này, ông ta là kẻ say rượu, là một kẻ ngu dại. Vậy bạn cũng có thể là một kẻ say rượu nữa, bạn biết không? Vì khi chế giễu như vậy, bạn đã tự nói rằng bởi sức lực riêng của mình mà mình không bị say rượu, trong khi không ai có thể làm được nếu không nhờ Chúa Thánh Linh. Tôi muốn các bạn đứng dậy và nói lại Chúa Thánh Linh của đức tin, hãy tha thứ sự nghi ngờ của con. Lại Chúa Thánh Linh của tình yêu thương, hãy tha thứ sự ganh ghét. Lại Chúa Thánh Linh của sự khiêm nhường, hãy tha thứ sự kiêu căng của chúng con. Bạn có thể ngồi xuống. Đó là lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện lại Chúa Thánh Linh, hãy đặt luật lệ của Ngài trong lòng con. Lạy Chúa Thánh Linh, hãy đổ tràn ở trong lòng con bằng vật quý báu của Ngài, đó là ân sủng. Lạy Chúa Thánh Linh, hãy khai sáng, soi sáng bên trong con bằng sự cảm hứng, cảm động từ thiên thượng. Lạy Chúa Thánh Linh, hãy cảm động lòng con với những sự thực hành đức tánh nhân đức. Lạy Chúa Thánh Linh, hãy mang mặc áo chúng con với tất cả những đức hạnh, những phẩm hạnh. Ngày nay chúng ta đặt để các thầy giáo trong một vị trí bất lợi. Họ có thẩm quyền trên các học sinh, nhưng các thầy giáo đó có rất ít quyền lực trên các học sinh đó để mà củng cố thẩm quyền của họ. Đây là lý do tại sao ngày hôm nay các bậc phụ huynh chửi rủa các thầy cô giáo vì đã trừng phạt con cái của họ. Quyền lực và thẩm quyền phải đi chung với nhau. Thẩm quyền mà không có năng quyền là vô nghĩa.
Chúng ta hãy lật qua sách Luca đoạn 4, câu 14 đến câu 39. Tôi xin đọc câu 36. Và mọi người kinh ngạc và hỏi nhau rằng, đây là đạo gì vậy? Vì bởi thẩm quyền và quyền phép mà ông ấy ra lệnh các tà linh ô uế, thì chúng liền xuất ra. Và chúng phải liền xuất ra. Bạn có nghe điều đó? Chính Chúa Giêsu đang cứu rỗi linh hồn chúng ta, có thẩm quyền, uy quyền cho những tà linh ô uế. Chúa Giêsu đang cứu rỗi linh hồn chúng ta, không những chỉ có thẩm quyền, uy quyền trên các tà linh ô uế, nhưng mà còn có quyền phép, năng quyền để mà buộc bọn chúng phải đi ra. Quyền phép để mà ép buộc tà linh ô uế phải đi ra, cho dù bọn chúng có thích hay là không, bọn chúng phải buộc đi ra. Đây là điều các bạn thấy ở đây. Khi đến thời gian giải cứu, bọn chúng nói, à, ta không sẽ đi ra, ta không muốn đi ra. Tại sao ông bắt ta đi ra? Chúng buộc phải đi ra. Quyền năng ép buộc chúng phải đi ra. Ép chúng đi ra. Chúng ta không chỉ có thẩm quyền trên bệnh tật, trên những hoạt động của ma quỷ, nhưng chúng ta còn có quyền phép của Đức Chúa Trời để mà thật sự điều khiển bọn chúng và truyền lệnh chúng phải đi đâu, và chúng phải vâng lời. Truyền chúng phải đi đâu, đi nơi này, thì chúng phải vâng lời. Đó là quyền năng, quyền phép của Đức Chúa Trời. Trong sách Luca đoạn 20, Chúa Giêsu không ban cho chúng ta một thẩm quyền vô lực, bất lực. Chúng ta cần phải nhận thức điều này để mà nói và gìn giữ trong quyền phép. Mà theo như quyền phép này, chúng ta cần phải gìn giữ và nói. Khi tôi nói trong danh Chúa Giêsu thì nó phải được nói giữa theo quyền phép này. Trong quyền phép này. Bạn hiểu không? Vì nếu không, thì mục vụ của chúng ta sẽ đầy những lời nói trống rỗng và sẽ có sự nguy hiểm lớn của sự lãng phí trong cầu nguyện. Nghĩa là lời cầu nguyện không đem lại bất kỳ kết quả nào, nhưng lại thường đem đến sự quỷ phá, gây ra sự quỷ phá. Bạn nói trong danh Giêsu, ngươi ma quỷ, và ma quỷ say lại khi nghe bạn nói trong danh Giêsu, ngươi ma quỷ, trong danh Giêsu, ngươi ma quỷ. Và khi ma quỷ nhận thức rằng bạn không nói dựa theo quyền phép này, bạn không vừa nói vừa gìn giữ trong quyền phép, năng quyền này, thì hắn sẽ đến để mà nuốt bạn. Bạn còn nhớ 7 đứa con trai của ông Sceva trong sách Công Vụ đoạn 19 câu 13 không? 7 đứa con trai của ông Sceva, bạn có chuyện gì đã xảy ra cho họ? Họ đi ra truyền giảng rằng trong danh của Chúa Trời, của ông sứ đồ Po, của ông này ông nọ. Và một ngày kia ma quỷ nhận thức rằng, họ không nói dựa theo quyền phép này. Họ không nói phù hợp với quyền phép này. Và khi lời cầu nguyện của chúng ta không phù hợp với quyền phép này, thì chúng chỉ trở thành như là bề ngoài giả tạo. Bạn nhưng ở cuối ngày thì bạn bị nhức đầu. Chỉ có trên bề mặt, bề ngoài giả tạo. Bạn nghe chính mình nói, người xung quanh nghe bạn, nhưng Đức Chúa Trời thì không nghe bạn nói. Nếu lời cầu nguyện của bạn không dựa trên lẽ thật của lời Đức Chúa Trời, thì chúng trở nên đứng yên một chỗ, vô nghĩa,
và thường đem đến sự quỷ phá. Nó là chuyện vớ vẩn, vô nghĩa, tuyên xưng rằng Chúa Giê-xu là Chúa, nhưng lại hành xử, cư xử một cách trái ngược. Bất cứ người nào tuyên bố rằng mình là mục sư, là truyền đạo, là giám mục, là tiên tri, là được tái sanh, là tín đồ đấng Christ thì phải được thử nghiệm dựa theo tiêu chuẩn kinh thánh, theo luật lệ kinh thánh. Thử nghiệm của bạn là gì? Nó có thể là sự bắt bớ. Thử nghiệm của bạn có thể là sỉ nhục, có thể cái này cái kia, có thể là cái hố sâu khô cạn, có thể là căn nhà của ông Potiphar, như trong trường hợp của ông Joseph. Nói với người bên cạnh rằng hãy đọc Kinh Thánh một cách chậm chạp, một cách chậm chậm. Kinh Thánh không phải là sách tiểu thuyết hay sách lịch sử. Tôi muốn đọc cho xong, đọc cho xong. Không, bạn không thể đọc như thế được. Phải đọc Kinh Thánh một cách chậm chậm. Hãy đọc Kinh Thánh một cách chậm chậm, chú tâm và lặp đi lặp lại. Bạn càng đọc thì bạn càng hiểu chính mình hơn và hiểu về Đức Chúa Trời này là đấng tạo dựng nên bạn. Không có một phân đoạn Kinh Thánh thuộc linh nào mà như thế là trống rỗng, khoảng trống chân không. Hãy đáp lại với Ngài bằng sự đối thoại. Đức Chúa Trời ở trong này, hãy đối đáp lại với Ngài trong đàm thoại, trò chuyện. Đây là về vấn đề lắng nghe và nói chuyện, trò chuyện. Nếu bạn để lời Chúa Trời ở trong lòng và thật sự muốn nó trở thành phần tử ở trong bạn thì bởi bản chất tự nhiên nó sẽ thay đổi bạn. Và khi nó làm như vậy thì bạn sẽ nhận thấy mình rằng mình được gọi để hành động. Hãy nhận lấy quan điểm của Chúa Trời và làm công việc của Ngài. Hãy được chữa lành, hãy được giải cứu, hãy được này được nọ. Được kêu gọi làm gì ạ? Làm công việc của Ngài. Đó là công việc của Ngài. Cũng như bạn được kêu gọi để làm thì bạn cũng được kêu gọi vào công việc dự án của Ngài. Hãy sống trong lời Chúa. Hãy mở Kinh Thánh ra mỗi ngày và đọc để nghe Đức Chúa Trời muốn nói gì về bạn mỗi ngày. Nếu bạn không mở Kinh Thánh ra để đọc thì bạn sẽ không nghe lời chỉ dặn phải làm gì, đi đâu. Hãy đọc để biết, để khám phá Đức Chúa Trời muốn nói gì với bạn mỗi ngày. Hãy nói với người bên cạnh rằng khi đối phó với bệnh tật và hoạt động của ma quỷ, chúng ta không chỉ cần phải nói rằng tôi đến trong danh và thẩm quyền của Chúa Giê-xu, nhưng mà còn trong quyền phép nữa. Bạn nghe nói bạn là mục sư, tên của bạn là tín đồ đấng Christ, đã được tái sanh, rồi bạn ra đi trong danh Giê-xu và thẩm quyền. Nhưng còn quyền phép ở đâu? Bạn cần phải nói và gìn giữ theo quyền phép này, giữa theo quyền phép này, phù hợp với quyền phép này. Nếu không thì nó sẽ trở thành một sự nguy hiểm, lãng phí trong sự cầu nguyện, chỉ có bề ngoài và thường đem đến sự hủy diệt. Xin hãy giúp tôi hỡi người Đức Chúa Trời. Con gái tôi bị điếc, cô ấy không thể nghe được.
Và chính tôi cũng bị bệnh đau lưng và cổ, cột sống. I have also back problem. Sí, audición, que no oye bien. She cannot hear. Cô ấy không thể nghe được. Chúng ta thấy cô gái bị điếc đang được một sư TV Joshua cầu nguyện trong danh Giêsu. Và cô ấy bắt đầu tháo máy hỗ trợ nghe ra. Tên tôi là Deborah. Hallelujah, cô ấy đã nghe lại được. I can hear. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu, tôi có thể nghe lại được. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đến thế gian để chết đền tội thay cho loài người. Hầu cho ai ăn năn và tin đến danh Ngài thì sẽ được tha tội, được cứu, nhận được sự sống đời đời. Amen. I'll take verse 1, 2. Then he called his disciples. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority. This issue of power and authority is an issue that the world today is difficult to differentiate. Verse 1, then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. Wow. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Once again, this is issue 666. These are the demonic activities. And he said to them, take nothing for the journey. Is that where he's pregnant already? Take nothing for the journey. Mean you are going to go on your own, nothing and nothing. So verse 3. And he said to them, take nothing for the journey, neither staff, nor bag, nor bread, nor money. And do not have two things spared. Yes. Hallelujah. Authority will be meaningless without power behind it. The reason our government officials can exercise their authority over us is that a man. So, okay, let's put it.
some place, don't not some places, some place behind them, a man with the power of the gun. Anyone can preach this. For God to see me the same way you see me, it takes power. No power, no relationship. Our reward for relationship with Jesus is power. To know God is to know His power. Knowing facts about God does not change your relationship with Him. Say, God is Savior, God is the healer, God is the deliverer, God is this, God is that. People say, hey! You know everything about God. My, knowing facts about Jesus does not change your relationship with Him. Being a preacher and historical about Jesus does not change your relationship with Him, your neighbor, an effective witness. Not only knows His faith, but chose His faith. You can preach gospel from Genesis to Revelation, there is nowhere you don't know. Oh, does not change our relationship with Him. I want to pray with you. Lord, help you to witness in both word and life. Amen. Close your eyes and say, Lord, help me, help me to witness in both word and life. It is God's power working through His word and His spirit that brings about power to heal, to deliver. When you hear, be healed, if the person is healed, it is God's power working through His word and His spirit that bring about that. If we say, be delivered, and the person is delivered, it is God's word working through His spirit and word that bring about that deliverance. God's word refreshes our mind, and God's spirit renews our strength. When you hear, be healed, and the person say, I can see, what brought about that? It is God's word, it is God's power working through His word and His spirit that brings about that deliverance. It's not because you have the word. But you must have God's spirit. Not only must you have God's word, in order to be pastor, you must have God's spirit. Tell your neighbor, not only must you have God's word, in order to be pastor, in order to be evangelist, in order to be a Christian, in order to be prophet, you must have God's spirit. Again, not only must you have God's word, in order to be born again, you must have God's spirit. When the Holy Spirit took residence within us, He did so with the thought of aiding us in developing a holy character. In that Romans 7 verse 15, Paul apostle said, no one can say no to sin unless he is guided by the Holy Spirit. So this is why when someone is caught in the mistake, you that caught him or her should restore him gently, so that you too will not make the same mistake. Because no one can say no to sin unless he is guided by the Holy Spirit.
So can you say when you now see a drunkard? Don't you say, ah, look at this man, he's a drunkard, foolish man. Wow, you will soon be a drunkard too. Because reason why you will soon become a drunkard very soon. Because you are telling the world that it's by your power you are not a drunkard. And no one can without the Holy Spirit. I want you to rise up and say, Holy Spirit of faith, forgive my doubt. Holy Spirit of love, forgive my hatred. Holy Spirit of humility, forgive my pride. You may be seated. That is our prayer. We pray, Holy Spirit, impress your law in my heart. Holy Spirit, pour into me the treasure of your grace. Holy Spirit, enlighten me with your divine inspiration. Holy Spirit, inspire in me the practice of virtues. Holy Spirit, grant me the grace of all virtues. We put many of our teachers to this position. They have authority over students. They do not have very much power over them to back that authority. This is why today parent takes teachers to court for disciplining the students. Authority and power really must go hand in hand. Authority without power is worthless. That is, look for verse 14 to verse 19, and let's quickly look at verse 36 there. Then they were all amazed and spoke among themselves, saying, what a word this is. For with authority and power he command the unclean spirit, and they come out. And they come out. Listen to that. Jesus himself, our Savior, had authority over unclean spirits. Jesus, our Savior, not only had authority, but also not only had authority over unclean spirit, but also to force them to come out. Power to force evil spirit to come out. Whether they like it or not, they must come out. This is what we are seeing here. When it is time for deliverance, you say, no, I'm not going out. No, I'm not going out. Why do you want to get me out? Why? They force them out. Power to force them out. To force them to come out. Not only we have authority over disease and demonic activities, but we have power of God to actually control them and to tell them where to go, and they will obey. To tell them where to go. Shh, this way. And they must obey. That's the power of God.
In that verse, I mean, in that Luke 20, Jesus did not give us a powerless authority. We need to realize this and speak in keeping with this power. That is, according to this power, we must speak. If I want to speak in the name of Jesus, this must be done according to this power, in line with this power. Are you there? If not, our ministry will be full of empty talk, and there will be great danger of waste in prayer. That is, prayer that does not give any results, but oftentimes causes destruction. You say, in the name of Jesus, you devil. And devil will think that, hey, when they hear, in the name of Jesus, you devil. Devil, hey, who's shouting in the name of Jesus? Who devil? And by the time devil realize that you are talking not according to this power, you are not speak in keeping with this power, he will now come to divorce you. Remember seven sons of Sceva. Remember seven sons of Sceva. What happened to them? They were going about saying, in the name of God of Paul, in the name of God of this, in the name of God of this. One day, the evil spirit realized that they were speaking not according to this power. They were speaking not in line with this power. And when our prayer is not in line with this power, there may be superficial. At the end of the day, you have headache. Superficial. You hear yourself, people around you will hear you, but God does not hear you. If your prayer are not according to the truth of God's word, they will be idle, meaningless, oftentimes destructive. It is nonsense to confess Jesus is Lord, but behave in a contrary manner. Everyone who claims to be pastor, to be evangelist, to be bishop, to be prophet, to be born again, to be Christian, must be tested by biblical criteria, rule, standard. What is your test? Your could be persecution, your could be intimidation, your could be insult, your could be this, your could be that. Where? Your dry pit, your Potiphar house. Tell your neighbor, read your Bible slowly. Bible is not a novel or history. Well, I want to finish it. I want to finish it. John and Paul. Oh, no, no, you can't get it like that. Read your Bible slowly. Read your Bible slowly, attentively, and repeatedly. The more you read, the more you understand yourself and this God who created you. Tell your neighbor, no spiritual passage exists in a vacuum. Respond to him in what? God is there. Respond to him in dialogue. This is as much about listening as speaking. If you have taken God's word to heart and truly made it part of you, it will
by its nature change you. And when it does, you will find yourself called to act. Get God's opinion, work with his project. Be healed, be delivered, be this, be that. Called to his work, to his project. That is project, his project. You'll be called to his, like you will be called to bar. So you'll be called to his project. Live in God's will. Open your Bible and read to hear what God has to say to you each day. If you have not opened your Bible to read, you have not heard the direction, what to do, where to go. Read to know, to discover what God has to say to you each day. Tell your neighbor, in our dealing with with disease and demonic activities, we do not need only to say, I am coming in the name and the authority of Jesus, but of power. Because once you hear your name is pastor or Christian or born again, you just say, you go in the name of Jesus and authority. No, where is power? You must speak in keeping with this power, according to this power, in line with this power. If not, here is a danger of waste. Here is a great danger of waste in prayer. Superficial, oftentimes causes destruction.